phát hiện quán net an toàn nhất Việt Nam, đảm bảo vào chơi là không bị mẹ ganh. Ôi trời ơi! Bị mẹ ganh là một trong những câu chuyện buồn nhất của nhiều anh em game thủ. Việc này không chỉ khiến tình cảm gia đình tan vỡ mà nhiều anh em còn phải xót xa cho cái bụng nhịn ăn sáng hàng ngày. Không những vậy, câu chuyện tâm linh về chiếc xe đạp thần kỳ thi thoảng lại biến mất luôn khiến các game thủ nhí phải lo lắng. Mới đây, để xua tan nỗi lo ấy, một quán net nào đó đã có sự hiện diện của các chú áo xanh. Không chỉ là một mà là một dàn áo xanh đảm bảo sự yên bình cho quán net. Tại nơi đây, các game thủ sẽ được trải nghiệm các dịch vụ an toàn tuyệt đối, không lo bị mất xe đạp. Đặc biệt là không sợ bị mẹ ganh vì toàn chơi với những người có tri thức. Nếu có bị bắt thì nhanh trí bảo con đang tiếp thu kiến thức từ các chú áo xanh. Nhiều anh em đã nhanh chóng xin địa chỉ quán net xịn sò này để được đắm mình trong game mà không phải lo đến sự an toàn. Nice. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.